Nữ mạng tuổi Quý Mão có tính cách hòa đồng, ôn nhu, khéo léo trong việc đối nhân xử thế, nên được mọi người yêu mến và kính trọng. Xem tử vi cho thấy tuổi Quý Mão có vận số tốt, công việc thành công và thường có nhiều thành tựu hơn người. Tử vi mỗi năm sẽ có sự thay đổi và dựa theo sao chiếu mệnh và vận hạn trong năm đó. Do vậy, để biết chi tiết về tử vi của nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963 trong năm 2022, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Quý Mão năm 2022, nữ mạng sinh năm 1963, tuổi tính theo âm lịch 60 tuổi, sao chiếu mệnh La Hầu, hung tinh, mệnh kim bạch kim, kim với kim, bình hòa, địa chi tuổi, tuổi Mão gặp tuổi Dần, bình hòa, thiên can tuổi, Quý gặp năm Nhâm, bình hòa. Nữ mạng tuổi Quý Mão có tính cách hòa đồng, ôn nhu, khéo léo trong việc đối nhân xử thế, nên được mọi người yêu quý. Xem tử vi cho thấy tuổi Quý Mão có vận số tốt, công việc thành công và thường có nhiều thành tựu hơn người. Tử vi mỗi năm sẽ có sự thay đổi dựa theo sao chiếu mệnh và vận hạn trong năm đó. Do vậy, để biết thêm chi tiết về tử vi nữ mạng tuổi Quý Mão năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022 nữ mạng. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963, mệnh kim bạch kim, tức vàng pha bạc. Nữ mạng tuổi này cung cấn, thuộc Tây tứ mệnh. Năm 2022, nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963, bước sang tuổi 60, tính cả tuổi Mụ. Năm Nhâm Dần 2022 kết nạp mệnh kim, kim bạch kim, cầm tinh con hổ. Xét theo can chi tuổi hay cung mệnh của nữ mạng Quý Mão đều thuộc quan hệ bình hòa, không phạm xung khắc. Do đó, năm 2022, vận mệnh tuổi Quý Mão nữ mạng tương đối tốt, là một năm yên bình và vui vẻ. Xem tử vi năm 2022 cho thấy năm nay công việc làm ăn có nhiều tiến triển, được quý nhân giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Tuy nhiên bị sao La Hầu chiếu mệnh cho nên tiền của kiếm được cũng hao tổn không ít. Khi làm ăn cần phải đề phòng tiểu nhân hãm hại, gây thất thoát tiền bạc, vướng vào thị phi. Sức khỏe trong năm nay cũng nên chú ý và quan tâm nhiều hơn, đặc biệt vào tháng 7 âm lịch. Vậy nên trong năm nay, những gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Đây chính là pháp khí phong thủy chuyên hóa giải hạn thái tuế của năm. Mặt trước kim bài có in hình quan thái tuế năm 2022 là hạ ngạc đại tướng quân. Mặt sau kim bài là lệnh phù thái tuế, mang theo kim bài bên mình để được thái tuế tương trợ hóa giải những vận xui xẻo không đáng có đến với gia chủ tuổi Quý Mão. Luận giải tử vi năm 2022 nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trên các phương diện. Trong năm 2022, vận trình tử vi nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 được thể hiện qua các phương diện sau. Công việc sự nghiệp. Sự nghiệp trong năm nay phát triển mạnh mẽ, mở rộng thêm được nhiều mối quan hệ làm ăn, nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng từ cộng sự, đối tác. Tài năng lãnh đạo và ứng biến của nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963 ngày càng sắc sảo dù sắp bước sang tuổi xế chiều. Tuy nhiên, dù các mối quan hệ tốt đến mấy thì nữ tuổi này cũng nên chú ý khi mà hợp tác với mọi người. Cần phải xác định rõ tiểu nhân để tránh bị lợi dụng, gây hao tổn tiền bạc và tinh thần. Công việc năm nay cần sự tập trung và nghiêm túc, do đó không nên đầu tư thêm các hạng mục lớn để giữ cho tinh thần thoải mái, tránh thường trực tâm lý lo lắng. Như vậy, vừa ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe mà hiệu suất công việc cũng không cao. Tình duyên, mối quan hệ gia đình trong năm nay xảy ra một số bất hòa giữa các thành viên trong gia đình, khiến cho bản mệnh phải suy nghĩ nhiều hơn. Tâm trạng phiền muộn, lo lắng, đồng thời nó cũng tác động không ít đến trạng thái công việc hiện tại. Do đó, lời khuyên trong năm 2022 là luôn nhắc nhở bản thân kiểm soát thái độ tốt, cố giữ tinh thần vui vẻ và lạc quan, cần dành nhiều thời gian hơn để quan tâm và gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau, nên giải quyết các mâu thuẫn từ gia đình trước khi bắt tay vào công việc nào đó. Tài lộc, công việc trong năm này phát triển tốt cho nên tài chính khá dư giả, có khoản để ra lớn để phục vụ cho tuổi già và giúp ích cho con cháu sau này. Tuy nhiên cũng nên chi tiêu và đầu tư vào công việc sao cho hợp lý, duy trì các công việc có tính ổn định sẽ có nhiều khả năng thành công, thu về nhiều tiền của hơn. Bên cạnh đó, để tránh thất thoát tiền bạc cũng như tăng cường tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, sử dụng lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Đây chính là hai thần chú tịnh thân chiêu tài hàng đầu của nhà Phật, giúp gia chủ tịnh tâm, khai sáng trí tuệ, hóa giải thị phi tai ách trong công việc, đồng thời khai mở cung tài lộc và kích hoạt sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Sức khỏe. Sức khỏe trong năm tương đối tốt, tuy nhiên cũng nên cẩn thận các bệnh mang dấu hiệu tuổi già, nhất là các bệnh liên quan đến máu huyết, tai mắt.
Bản mệnh tuổi này cũng tương đối cao, do đó không nên làm quá nhiều công việc như trước nữa, cần phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, chăm rèn luyện thân thể và hạn chế các món ăn dầu mỡ có hại cho sức khỏe. Xem sao hạn của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng trong năm 2022. Sao chiếu mệnh. Xem sao hạn năm 2022 nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 bị sao La Hầu chiếu mệnh. Sao Vân Hớn được coi là hung tinh trong 9 sao của niên hạn. Tuy nhiên, vận hạn sao này mang tới không hoàn toàn xấu, có thể dễ dàng hóa giải. Nếu như bản mệnh có niềm tin và cố gắng vượt qua thử thách thì sẽ đạt được nhiều kết quả tốt, biến khó khăn thành cơ hội. Đồng thời sao này cũng nhắc nhở bản mệnh cần phải đề phòng kẻ gian, không nên tin tưởng vào người mới quen, tránh xảy ra mâu thuẫn, thị phi và tai tiếng không đáng có. Đây cũng là một dấu hiệu nhắc nhở Quý Mão nữ mạng cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Theo quan niệm dân gian, nếu gặp sao La Hầu có thể hóa giải vận hạn bằng cách dâng sao cúng giải hạn vào mùng 8 âm lịch hàng tháng. Hạn tuổi. Năm 2022, nữ mạng tuổi Quý Mão sinh năm 1963 gặp hạn Diêm Vương. Hạn này cho nữ giới không ảnh hưởng đến nam giới. Nữ mạng gặp hạn này thường có tâm lý bất an, lo lắng, đồng thời dễ vướng phải tai tiếng thị phi. Cách tốt nhất để giảm hạn Diêm Vương mang tới là giữ tâm an tĩnh, hạn chế để các yếu tố bên ngoài tác động. Nếu như bản mệnh giải quyết từ từ từng vấn đề, thì mọi chuyện dù có khó khăn cũng nhanh chóng được giải quyết. Hóa giải sao hạn. Trong công việc khi gặp sao La Hầu, nữ mạng Quý Mão nên giữ thái độ hòa nhã, tâm lý vững vàng và sáng suốt để tránh bị kẻ gian lợi dụng, hãm hại. Không nên đầu tư mở rộng kinh doanh, nên tận dụng những mối quan hệ sẵn có để củng cố công việc và giao công việc cho những người thực sự tin tưởng. Đối với sức khỏe và tình cảm gia đình, nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn, cố gắng giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và tích cực thì mọi điều may mắn sẽ đến. Đồng thời nếu có thời gian và điều kiện thì bản mệnh cũng nên tích cực thiện nguyện, để tâm thanh thản, thoải mái, tích thêm công đức cho bản thân và gia đình. Để tránh những vận hạn xảy ra, quý gia chủ tuổi Quý Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tay phong thủy tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Đây chính là pháp khí được chế tác theo tuổi tam hợp của gia chủ, mang theo vòng bên mình để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp quý nhân, hòa hợp trong gia đạo, trong công việc cũng như các mối quan hệ trong cuộc sống, từ đó khai mở kích hoạt cung tài lộc và sự nghiệp ngày càng thăng tiến bền vững. Luận tử vi tuổi Quý Mão sinh năm 1963, năm 2022 nữ mạng theo tháng. Tháng 1, công việc, tài chính tương đối ổn định, không có nhiều sự thay đổi. Gia đình nếu có người lớn tuổi thì nên chú ý sức khỏe của họ nhiều hơn. Tháng 2, có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, tài lộc dư giả. Tuy nhiên giai đoạn đầu sẽ gặp đôi chút khó khăn, nên chú ý sức khỏe và dành nhiều thời gian quan tâm hơn cho gia đình. Tháng 3, có tin vui từ gia đình, tinh thần và sức khỏe trong tháng này ổn định, công việc khá bận rộn, cần phải chú trọng và tập trung thì sẽ đạt được kết quả tốt. Tháng 4, gặp khó khăn được người thân giúp đỡ, công việc phát triển, có lộc về. Tháng 5, công việc tháng này tương đối ổn định, có tin vui từ người thân và gia đình, tinh thần sức khỏe cẩn thận, an toàn khi đi lại. Tháng 6, công việc tài lộc trong tháng này bình thường, sức khỏe có dấu hiệu suy giảm, cần phải chú ý nhiều hơn, tránh để bệnh tích tụ lâu ngày. Tháng 7, đề phòng kẻ tiểu nhân dễ vướng phải chuyện thị phi, tranh chấp, sức khỏe thất thường, không ổn định. Tháng 8, công việc có sự tiến triển mới, vượng tài lộc, mưu sự dễ thành, gia đình có thể xảy ra trục trặc, cần phải quan tâm nhiều hơn. Tháng 9, đề phòng tiền của có thể bị mất trộm hay lừa gạt, tình cảm gia đạo không được tốt, làm gì cũng nên cẩn thận hơn trong tháng này. Tháng 10, tài lộc khá vượng, tuy nhiên tiêu xài cho hợp lý, đi lại cần phải chú ý an toàn, tránh va chạm. Tháng 11, mối quan hệ làm ăn phát triển thuận lợi về giao dịch giấy tờ, gia đạo vui vẻ, êm ấm. Tháng 12, tài lộc thuận lợi, công việc phát triển hanh thông, sức khỏe trong tháng có nhiều chuyển biến tốt đẹp, gia đạo hòa hợp. Trên đây là những thông tin về tử vi năm 2022 của nữ mạng Quý Mão sinh năm 1963. Chúc quý vị một năm 2022 thật nhiều thành công, an khang thịnh vượng. Nữ mạng tuổi Quý Mão có tính cách hòa đồng, ôn nhu, khéo léo trong việc đối nhân xử thế nên được mọi người yêu quý. Xem tử vi cho thấy tuổi Quý Mão có vận số tốt, công việc thành công và thường có nhiều thành tựu hơn người. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần. Qua đó thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được là mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm mới 2022, phải không ạ? Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông tin bổ ích từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Dưỡng Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.